Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Kỳ trước chúng ta đã bắt đầu nói về cái phép thực tập gọi là nói. Tại vì chúng ta biết rằng nói năng có thể đem lại hạnh phúc cho chính bản thân chúng ta và cho những người xung quanh. Và chúng ta phải học hỏi thực tập như thế nào để có thể sử dụng được cái công cụ đó để làm hạnh phúc. Tại vì mục đích của người tu là làm hạnh phúc cho mình và làm hạnh phúc cho người. Tại vì cái chỗ chúng ta là cái viện làm hạnh phúc, Institute for the Happiness of Many People. Chúng ta đã học về cái nghe, cái phương pháp nghe. Và chúng ta cũng đã biết rằng nghe là một cái dụng cụ có thể tạo hạnh phúc cho mình và cho người, có thể đem lại sự chuyển hóa, thiết lập lại được cái sự truyền thông. Và chế tác trở lại được cái sự thương yêu. Thì nói cũng vậy, nói là một cái phương pháp có thể đem hạnh phúc về cho chúng ta, về cho những người ta thương, về cho tất cả mọi loài đang sống xung quanh ta. Và nếu chúng ta quả tình là muốn học cái phương pháp làm hạnh phúc thì chúng ta phải nắm cho vững cái pháp môn nói. Kỳ trước chúng ta đã nói rằng dầu chúng ta có thuyết pháp, chúng ta có giảng về kinh Kim Cương hay là kinh Pháp Hoa thì những lời ta nói có thể không phải là chính ngữ mà có thể là tà ngữ. Nếu chúng ta không có nói đúng lúc, đúng chỗ và có thể gây hiểu lầm. Ví dụ như khi chúng ta đọc kinh Tâm Kinh Bát Nhã thì chúng ta nghe Đức Bồ Tát nói rằng không có mũi, không có mắt và không có lưỡi, không có tứ đế và không có bát chánh đạo. Đó là những câu nói vô cùng nguy hiểm mà Đức Bồ Tát chỉ có thể nói được cho những người có cái tầm, có cái khả năng có thể tiếp nhận được. Vậy vậy cho nên nếu chúng ta đem cái Bát Nhã Tâm Kinh đó đọc lên và nói cho những người không có khả năng nghe và hiểu là chúng ta không có đang thực tập chính ngữ, trái lại chúng ta đang thực tập tà ngữ. Chứ không phải là khi mình nói kinh, nói pháp là luôn luôn mình đang thực tập chánh ngữ. Ở trong cái khoa thí thực, tại vì trong truyền thống thuyền môn nó có một cái nghi thức thí thực rất là hay, văn chương rất là sâu sắc, du già khoa nghi, mà để sử dụng cho trong các đàm chay cúng cô hồn. Thì người ta thỉnh 10 loại cô hồn về để mà nghe pháp và để mà tiếp nhận thực phẩm của người dân cúng. Một trong những loại cô hồn đó là những người xuất gia. Trong 10 loại cô hồn có vua chúa, có tướng sĩ, có học giả, có nhà văn, có người buôn bán, có người kỹ nữ, đủ loại cô hồn. Nhưng mà lạ thay, trong 10 loại cô hồn đó cũng có những người xuất gia.
Tại vì những người xuất gia đó không thành công trong cái đời tu của mình. Không thành công trong cái đời tu của mình là tại vì trong cuộc đời của họ, họ chỉ biết đàm luận về giáo lý mà họ không biết áp dụng cái giáo lý đó để chuyển hóa những cái đau khổ của mình. Chúng ta đã xuất gia rồi, chúng ta đã thọ giới lớn, nhưng chúng ta cũng có thể chỉ trở thành cô hồn mà thôi nếu chúng ta không có biết thực tập, không có biết chuyển hóa những cái khổ đau trong ta. Trong cái bài kệ thỉnh, các loại cô hồn đã từng làm sư cô, sư chú, sư thầy, sư bác, sư ông, thì có cái câu là không đàm bí mật chân ngôn, đồ thuyết khổ không diệu kệ. Không đàm bí mật chân ngôn, tức là những cái chân ngôn bí mật, mà chỉ đàm luận suông mà thôi, chứ không có thực tập, hoặc là không đàm. Không đàm tức là mere speculation, mere discussion. Chỉ có học và đàm luận mà thôi, là không đàm. Đồ thuyết khổ không diệu kệ, tức là chỉ nói suông những cái bài kệ màu nhiệm về khổ mà về không. Đồ thuyết tức là chỉ nói suông. Khổ không diệu kệ tức là những cái bài kệ màu nhiệm về khổ, về không. Những cái bài kệ đó màu nhiệm thật. Cái giáo lý về khổ, về không, về vô thường, vô ngã màu nhiệm thật. Nhưng mà mình chỉ đồ thuyết, tức là mình chỉ nói suông. Những người xuất gia đó đã trở thành cô hồn tại vì không đàm bí mật chân ngôn, đồ thuyết khổ không diệu kệ. Rồi sau khi mà đọc hai câu đó thì vị pháp sư nói lên than ôi. Ô hô, kinh song lẫm tẩm tam kinh nguyệt, thiền thất hư minh bán giả đắc. Tức là cả cuộc đời tu hành mà rốt cuộc không có thành công và mình trở thành cô hồn. Kinh song tức là cái cửa sổ, mà sau cửa sổ đó ông thầy tu đang ngồi và đọc kinh, gọi là kinh song. Kinh là sutra, song là window. Kinh song lẫm tẩm tam canh nguyệt, lẫm tẩm tức là thấm vào một cách lạnh lùng ánh trăng của canh ba, tức là canh nửa đêm. Kinh song lẫm tẩm tam canh nguyệt tức là cái cửa sổ mà ngày xưa cái vị tăng sĩ đó đang ngồi để học kinh, ánh trăng lạnh lẽo nó chiếu vào, nó thấm vào ánh trăng của nửa đêm, ánh trăng của canh ba. Canh ba tức là giờ tí thức khuya để học kinh, nhưng mà thất bại lại tại vì cái học này là cái học của sự đàm thuyết. Ô hô, kinh song lẫm tẩm tam canh nguyệt. Trăng chiếu lạnh lùng vào trong cửa sổ. Ngày xưa, ở sau đó, người tu sĩ đang học kinh vào lúc nửa đêm. Thiền thất hư minh bán giả đăng là trong thiền thất. Ngọn đèn nửa đêm nó mờ mờ ảo ảo, gọi là thiền thất hư minh bán giả đăng. Đèn nhà thiền leo lét đèn trong căn tàn, rất là buồn. Tại vì đó là sự thất bại của người tu. Mà thất bại ở đây là tại vì chỉ ưa thích sự đàm luận về kinh kệ, về giáo điển, mà không có khả năng đem áp dụng những kinh kệ, những giáo điển đó vào trong đời sống hàng ngày. Vì vậy cho nên đứng về phương diện thực tập chánh ngữ thì chúng ta đừng có học theo
cái lời thoại chỉ giảng kinh nói pháp để cho sướng cái miệng, để chứng tỏ mình có những cái tư tưởng, học được những cái tư tưởng cao siêu trong Phật giáo, và chỉ biết chia sẻ những tư tưởng cao siêu đó mà không có biết đem áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình để chuyển hóa những khổ đau có sẵn. Điều này nó đúng với những người Phật tử ở trong Phật giáo. Điều này cũng đúng đối với những người trong các tôn giáo khác. Và vì vậy cho nên chúng ta có một cái loại cô hồn gọi là cô hồn tu sĩ, cô hồn xuất gia. Và không có chờ tới người đó qua đời thì người đó mới thành cô hồn. Người đó có thể thành cô hồn ngay trong khi còn sống. Đức Thế Tôn đã từng thực tập và chánh ngữ, và có khi Ngài đã im lặng, tại vì trong những trường hợp đó im lặng là cái ngôn ngữ hùng hồn nhất. Có những nhà triết học tới hỏi Đức Thế Tôn về những câu hỏi triết học, và biết rằng nếu mình trả lời những câu hỏi đó thì những nhà triết học này sẽ không có thâu lượng được gì, cho nên Đức Thế Tôn ngồi yên. Thì có một lần có một nhà triết học tới hỏi Đức Thế Tôn về hữu và về vô, thì Đức Thế Tôn ngồi im lặng. Có một lần khác, có một nhà triết học đó hỏi là có ngã hay là không có ngã, Đức Thế Tôn cũng im lặng. Nhưng mà học trò Đức Thế Tôn có thể không làm được như Đức Thế Tôn. Học trò Đức Thế Tôn nói, Đức Thế Tôn nói rõ ràng là không có ngã, thì tại sao mình im lặng, mình phải nói không có ngã. Nhưng mà trong trường hợp của Đức Thế Tôn, khi nhà triết gia đó tới hỏi có ngã không, Ngài ngồi im ru bà ruột. Rồi một hồi lâu, chắc cũng tới 10-15 hơi thở, ông ạ, vậy không có ngã hả? Thì Đức Thế Tôn cũng ngồi im ru bà ruột. Nói có ngã cũng im lặng, mà nói không có ngã hả, cũng im lặng. Tại vì Đức Thế Tôn biết rằng cái ngôn ngữ trong trường hợp này sẽ không giúp được gì cho nhà triết học kia, cho nên im lặng của Ngài là im lặng sớm xét. Nhưng mà thầy Anan còn trẻ, thầy Anan chưa hiểu, cho nên khi nhà triết gia đi khỏi thì thầy Anan hỏi bạch Đức Thế Tôn, tại sao Đức Thế Tôn không trả lời cái ông đó tội nghiệp? Đức Thế Tôn thường dạy chúng con là không có ngã, tại sao hôm nay Đức Thế Tôn không có nói điều đó? Nhưng mà ta thấy thầy Anan cũng có lúc đang còn trẻ, chưa nắm vững được. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có thể đang trẻ như thầy Anan, nhưng mà chúng ta sẽ già dặn. Tại vì thầy Anan đã lớn lên, đã già dặn, thì chúng ta cũng phải lớn lên, chúng ta cũng phải già dặn, và chúng ta cũng phải biết thực tập im lặng để cho chánh pháp nó được biểu lộ. Nói năng đúng với chánh pháp và im lặng đúng với chánh pháp, đó là cái nguyên tắc của chúng ta. Khi mà chúng ta nói thì chúng ta nói đúng với chánh pháp, mà khi chúng ta im lặng thì chúng ta cũng im lặng đúng với chánh pháp. Nghĩa là cái im lặng của chúng ta có thể là một bài thuyết pháp. Học im lặng, đó là sự thực tập chánh ngữ. Trong kinh A Di Đà chúng ta đọc thấy những câu rất hay. Bụt hỏi thầy Xá Lợi Phất, có biết tại sao mà cái xứ đó gọi là cực lạc là cái đất của hạnh phúc không? Thì Bụt mới từ từ đưa ra những cái lý do tại sao cái đất đó gọi là đất hạnh phúc. Một trong những cái điều mà Bụt nói về cái xứ hạnh phúc đó là trong cái xứ đó có rất nhiều hàng cây đẹp lắm. Và mỗi khi mà gió nó thổi lao sao trong cây thì tự nhiên phát ra
tiếng thuyết pháp. Và nếu mình nghe cho sâu sắc thì mình có thể nghe được giáo lý về ngũ căn, về ngũ lực, về tứ đế, về bát chánh đạo, về thất bồ đề phần, về bát thánh đạo phần trong kinh nói như vậy. Có khi nó phát ra tiếng nhạc. Tiếng nhạc, ví dụ như đây là tình độ là đây. Mà không có ai hát hết. Chỉ lắng nghe tiếng gió trong cây thì tự nhiên nghe tiếng nhạc. Đây là tình độ là đây. Mỉm cười chánh niệm, an trú hôm nay. Bụt là lá chín, pháp là mây bay. Tăng thân khắp chuồng, quê hương nơi này. Đó là một bài hát mà mình ghi được từ từ tiếng hát của gió và của cây. Cái hôm đó tác giả đã đi thiền hành, tác giả đã nghe được tiếng hát đó ở trong cây và tác giả đã ghi lại thành bài hát. Ở đây cũng có các sư cô sư chú còn trẻ cũng đã đi thiền hành và cũng đã nghe được tiếng hát của cây, của lá và đã ghi thành nhạc. Và vì vậy cho nên không cần phải rời khỏi nơi này, đi tới một địa phương khác mới có thể nghe được những tiếng hát đó trong cây. Và không những cây nó hát với gió mà cây còn thuyết pháp. Là nếu chúng ta nghe cho kỹ thì chúng ta thấy trong cây, trong tiếng hát, tiếng nói của cây, của gió, nó có giáo lý tứ đế, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Đó là chuyện chắc. Trong Thánh Kinh nói rằng ngày xưa 10 giới của Thượng Đế trao truyền cho con người thì Ngài trao truyền trên đá. Tự nhiên lửa nó cháy trên đá và 10 giới lửa nó được chữ được khắc trên đá bằng lửa, lửa nó cháy trên mặt đá và sau khi lửa tàn rồi thì hiện ra trên đá 10 giới, the Ten Commandments. Chúng ta cũng có thể hiểu được như là cái đoạn kinh kia mà chúng ta vừa nói, là nếu những người có chánh niệm, những người thực sự có mặt thì có thể nhìn vào đá và thấy được 10 giới. Chúng ta nhìn trăng, nhìn sao, nhìn sông, nhìn núi cho kỹ thì chúng ta sẽ nghe được tiếng thuyết pháp. Sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió dáng vẫy gọi, mặt trời non xanh mướt, nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Thật ra cực lạc là đâu? Cực lạc là đây. Nếu chúng ta đi thiền hành, nếu chúng ta ngồi im lặng, nếu chúng ta lắng nghe thì chúng ta hiểu được cái ngôn ngữ và thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na đang có mặt và đang thuyết pháp cho chúng ta trong mỗi giây phút của sự sống. Và chúng ta cũng phải học nói theo phương pháp đó. Chúng ta phải học nói cái ngữ ngôn của đá. Người ta nhìn vào cái đầu của ta, ta nhìn vào cái tay người ta, nhìn vào cái bước chân người ta, người ta thấy có 10 giới ở trong. Cái đó được chứ. Tại một sư chú, một sư cô sống đúng theo 10 giới, cái gì nó cũng tỏa chiếu cái 10 giới của mình. Thì tự nhiên người ta nhìn vào, mình nhìn kỹ thì ta thấy 10 giới viết rõ ở trên con người của sư cô và của sư chú.
Cách đây mấy tháng thầy có nhận được một bài thơ của một sư cô mới thọ giới. Bài thơ đó có cái nhan đề là Ca tụng 10 giới. Sư cô vừa mới thọ 10 giới chừng mấy tháng và sư cô rất sung sướng chấp hành 10 giới đó, coi như là lý tưởng của đời mình. Và sư cô đã làm ra một bài thơ dài để ca tụng 10 giới. Thầy nhận được bài thơ đó, thầy rất có hạnh phúc. Tại vì chính cái đó nó làm đẹp cái cuộc đời của mình. Và nếu mình quả thực sống đúng theo cái 10 giới đó thì mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi bước chân của mình nó đều biểu hiện ra cái 10 giới đó. Và chúng ta sẽ đọc được 10 giới đó nơi cái sư chú đó, nơi cái sư cô đó, mà không cần sư cô đó hay sư chú đó phải đăng đàn thuyết pháp. Ở tại Làng Mai, chúng ta được học thiền điện thoại. Thiền điện thoại là cái gì? Thiền điện thoại là một phương pháp tạo hạnh phúc. Có nhiều khi chúng ta trả cái phát tuyên ẻo xương sống. Chúng ta nói rất nhiều, nhưng mà cái hạnh phúc của chúng ta chế tác để trao truyền cho người khác không có được bao nhiêu. Tại chúng ta ngồi lê đôi mắt, chúng ta nói chuyện này, chúng ta nói chuyện kia, chúng ta nói chuyện thị phi, chúng ta nói chuyện xảy ra cho người này, chuyện xảy ra cho người kia. Và chỉ có một người được lợi thôi, tức là nhà dây thép. Trong khi đó, chúng ta biết rất rõ rằng chỉ cần nói một câu hoặc hai câu là có thể làm cho một người lên tinh thần, một người có hạnh phúc. Mà nếu chúng ta thực tập được cái gọi là thiền điện thoại đó, thì không những ta có thể làm hạnh phúc cho nhiều người mà chúng ta không có xẹp túi. Tại vì mỗi câu nói của chúng ta là châu ngọc, là gấm thêu. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Một ngày hôm nào đó, quý vị hãy nhìn cái điện thoại mà mỉm cười thở đi. Điện thoại, my dear friend. Điện thoại là một phương pháp để ta làm hạnh phúc. Trong cái bài tụng là sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Chúng ta có thể sử dụng điện thoại được. Muốn thực tập hai câu này ở trong cái bài tụng thì ta dùng điện thoại. Buổi sáng một cú và buổi chiều một cú điện thoại. Buổi sáng một cú dâng cho người một niềm vui và buổi chiều nói một cú làm cho người bớt khổ. Mà mỗi cú chỉ cần 1 phút hoặc là 2 phút. Nếu thầy không đi tu mà thầy làm giám đốc nhà bưu điện thì thầy sẽ quảng cáo như vậy là quý vị abone điện thoại, quý vị có thể làm hạnh phúc cho rất nhiều người. Buổi sáng quý vị chỉ cần kêu một cú thôi, mà trước khi kêu phải thở cho đàng hoàng. Cái cú điện thoại này ta kêu là để làm hạnh phúc, mà mình phải có cái tinh thần rất vững mới làm được. Nếu không thì bị kéo theo câu chuyện và chúng ta chết chìm theo cái người kia. Chúng ta ban đầu có ý muốn cứu độ một linh hồn đang khắc khoải, ai dè khi mà bắt đầu câu chuyện thì chúng ta bị cái linh hồn đó nó kéo theo và hai linh hồn bị chìm đắm trong sông mê bể khổ. Mà chuyện chìm đắm trong sông mê bể khổ đâu phải là chuyện xa lạ, chỉ cần nhắc ống điện thoại lên là chúng ta dìu nhau vào biển khổ và tốn tiền luôn. Cho nên nếu quý vị muốn làm thiền điện thoại thì phải sắp đặt trước. Nói mỗi ngày ta cương quyết phải làm cho hai người bớt khổ và hai người có hạnh phúc, thì phải
thiết kế đàng hoàng. Ngày hôm nay ta làm, ngày mai ta sẽ làm cho ai có hạnh phúc, hai người đó, hai người nào có diễm phúc được nằm trong cái waiting list của ngày mai. Và khi mà ta nói với người đó, ta sẽ nói những câu nào để có cái tác dụng là làm vơi bớt cái nỗi khổ trong người đó và làm cho người đó có niềm tin nơi tự thân của người đó. Ta phải có một cái tập ghi chép công phu của ta, gọi là sổ công phu. Ngày xưa là mai, mỗi thiền sinh về làng đều được phát cho một cuốn sổ công phu. Mỗi ngày làm cái gì phải ghi vào đó hết. Và nếu các sư cô sư chú mà thấy cái truyền thống này đẹp thì có thể lặp lại được. Mỗi người được phát cho một cái sổ công phu. Và chiều hôm nay trước khi đi ngủ, mình nghĩ rằng sáng mai mình sẽ thực tập những cái gì. Sáng mai khi thức dậy để thiền tọa, thì trong buổi ngồi thiền buổi mai, ta sẽ thực tập về đề tài nào, ta tính trước. Có thể vào giờ phút chót, ta có thể thay đổi đề tài. Là tại vì ban đêm ta có thể có một cái giấc mộng mà ta muốn quán chiếu, thì ta có thể thay đổi. Nhưng mà tốt hơn hết là chúng ta phải thiết kế cái chương trình thực tập của chúng ta. Trước khi đi ngủ, nói rằng sáng mai khi ngồi thiền, ta sẽ quán chiếu về cái này. Phải ghi trước và hết. Cũng như khi quý vị nấu cơm, thì quý vị nói ngày mai đến phiên mình nấu cơm, thế nào mình cũng phải có giá hay là có đậu hũ. Quý vị thiết kế phải không? Thì tại sao ngồi thiền mà không làm như vậy? Hay là ngồi thiền không quan trọng bằng nấu cơm? Hai cái nó bằng nhau. Tại vì nấu cơm cũng là thiền, mà ngồi thiền cũng là thiền. Tại sao mình cho chuyện nấu cơm nhiều cái năng lượng hơn, nhiều cái sự chuẩn bị hơn? Cho nên mỗi người trong chúng ta đều phải có một cuốn tập công phu. Công phu phải hiểu theo cái nghĩa đạo Bụt đó, chứ không phải công phu nghĩa là martial art đâu. Chúng ta công phu mỗi ngày 24 giờ đồng hồ, chứ không phải là chỉ công phu khi tụng kinh sáng hay tụng kinh chiều. Ngồi thiền cũng công phu, đi thiền hành cũng công phu, ăn cơm cũng công phu. Và nói điện thoại cũng là công phu. Vậy thì chúng ta không có đến nỗi quá nghèo để mỗi ngày không nói được hai cú điện thoại. Một cú buổi sáng để làm, để dâng niềm vui cho một người, và một cú điện thoại buổi chiều để làm cho người bớt khổ. Và nếu những cái người đối tượng của sự thực tập ta sống ngay ở trong xóm chúng ta, thì chúng ta đâu cần phải điện thoại, chúng ta tới với người đó và chúng ta ngồi xuống cho tươi mát. Chúng ta tìm cái chỗ, tìm cái lúc thuận tiện, và chúng ta nói với người đó một vài câu, người đó bớt khổ, người đó có hạnh phúc. Đó là sự thực tập hạnh phúc. Chúng ta không thực tập được ở đây thì làm sao sau này chúng ta có thể thực tập được ở nơi khác, với sự anh, với sự chị, với sự em của chúng ta, mà chúng ta không thực tập được thì chúng ta thực tập với ai? Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, ta thực tập điều đó bằng cái phương pháp nghe và bằng phương pháp nói. Chúng ta nên biết rằng khi chúng ta làm hạnh phúc được cho một người thì không phải cái người đó là người duy nhất được có hạnh phúc. Cái hạnh phúc nó đi trở lại ta. Khi mà làm cho một người nở nụ cười rồi thì trong mình cũng có một đoá hoa nó nở lên. Chúng ta hà tiện làm gì? Chúng ta tự nói câu đó thì chúng ta mất mát. Không. Chúng ta nói câu đó thì ta sẽ giàu có hơn. Và khi mà chúng ta nói được một câu điện thoại hay là nói được một câu nói đối với người đang sống với mình,
là chúng ta đang thực tập công phu, chúng ta đang nuôi dưỡng tâm từ bi. Và một câu nói đủ để làm nở hoa nơi người kia. Và khi cái hoa nở nơi người kia thì trong lòng chúng ta cũng có một đóa hoa nở. Một mũi tên cứu được hai con chim. Ở ngoài đời họ nói một mũi cái tên bắn được hai con chim, nhưng mà mình nói ngược lại, tại vì mình nhắm không phải là con chim, mình nhắm cái cành cây để cho hai con chim nó bay đi khỏi bị người khác bắn. Vậy thì tối nay trước khi đi ngủ, ta nói ngày mai ta quyết làm cho ít nhất là hai người có hạnh phúc. Đừng có ôm đồm, đừng có nói rằng tôi phải đổ hết tất cả chúng sanh, hơi nhiều, hơi ham hố, nghèo mà ham. Chúng ta nói ngày mai ta làm hạnh phúc cho hai người thôi. Và tới 12 giờ trưa mà chưa làm thì mình phải catch up, để buổi chiều mình có thể làm cho hai người. Catch up là gì? Đuổi cho kịp. Viết thư. Viết thư là cũng thuộc về chính ngữ. Và chúng ta có thể làm hạnh phúc bằng cách viết thư. Chúng ta không cần phải viết những cái bức thư trường giang đại hải. Đôi khi bức thư chỉ hai ba câu thôi cũng đủ làm hạnh phúc cho người rồi. Nhiều khi cái hoàn cảnh nó không thuận lợi, ta nói với người đó không được, chưa được, ta có cảm tưởng là viết một cái lá thư thì người đó sẽ có cái không gian, cái thời gian để đọc nó kỹ hơn. Và vì vậy, thay vì ta nói trực tiếp với người đó những câu nói đó, ta có thể viết cái lá thư. Viết thư là một pháp thực tập. Và trong khi viết thư, ta có thể cân nhắc được từng chữ. Có những khi thầy dạy học trò của thầy không phải bằng những câu nói trực tiếp mà bằng một lá thư. Lá thư hai câu, hay là ba câu, hay là bốn câu. Là tại vì trong những trường hợp đó, thầy nghĩ rằng học trò của thầy sẽ tiếp nhận và quán chiếu một cách sâu sắc hơn. Tại vì khi mà đọc qua một lần rồi thì chiều đó có thể đem ra để đọc thêm một lần thứ hai nữa. Vì vậy cho nên viết thơ là một pháp môn thực tập rất hay. Viết thơ cũng là công phu. Để chúng ta có cái bút, chúng ta có tờ giấy, chúng ta biết chữ, tại sao chúng ta không có sử dụng những cái đó để làm hạnh phúc? Tại sao chúng ta không nói rằng mỗi ngày ta có thể viết được một cái thơ? Cái thơ đó có thể không có cần tem, tại vì cái người kia sống rất gần với ta. Cái thơ đó không cần dài, cái thơ chỉ cần vài bậc. Tại vì cái chánh ngữ nó được làm bằng chánh kiến. Chúng ta vừa học kỳ trước, chánh ngữ nó được làm bằng chánh kiến và chánh tư duy. Thì trong khi chúng ta viết hai câu trong lá thơ đó là chánh kiến và chánh tư duy nó đang hoạt động, chúng ta phải đem hết tất cả 100% cái thân tâm của chúng ta ngồi đó, lấy hết vốn liếng chánh kiến và chánh tư duy gom lại để viết vài câu. Và chúng ta biết rằng khi đọc hai câu này hay ba câu này, người kia sẽ chuyển hóa, người kia sẽ có hạnh phúc. Và vì vậy cho nên ở tại Làng Mai chúng ta có cái pháp môn gọi là tưới hoa. Tưới hoa là một pháp môn rất linh diệu.
mà cũng cần phải có chánh kiến và chánh tư duy. Tại vì trong con người kia nó có những hạt giống của hạnh phúc, của hiểu biết, của thương yêu. Nhưng mà nếu người kia không có tỏ ra là mình có hạnh phúc, có hiểu biết và có thương yêu là tại vì những hạt giống đó chưa được ai tới tận. Cha mẹ chưa tới tận, bạn bè chưa tới tận. Thì ta là người học thương, ta là người học hạnh phúc. Thành ra ta phải sử dụng chánh kiến và chánh tư duy để có thể nhận diện được những cái hạt giống hạnh phúc trong con người đó. Và khi nhận diện được rồi thì chúng ta biết làm thế nào để đánh đồng tới những cái hạt giống đó. Không có chánh kiến và chánh tư duy, ta tươi hoa không được đâu. Nghĩa là ta không sử dụng được chánh ngữ. Và mình tiếc cái gì? Người đó đang khổ. Mình tiếc cái gì mà mình không có tưới những cái hạt giống tốt đẹp của người đó. Mà khi mình tưới đúng rồi, mà nó nở ra hoa rồi, thì mình là người sẽ được đền bù. Người kia mà nở ra được nụ cười, con mắt người kia sáng ra, thì ai hưởng? Là mình đã hưởng rồi. Mà tất cả thế gian này đều được hưởng. Cái phương pháp tư hoa rất là hay. Nhưng nếu chúng ta không có chánh niệm, nếu chúng ta không có quán chiếu, nếu chúng ta sống bừa bãi, thì trong đời sống hàng ngày chúng ta cứ tưới rác của người đó. Tức là chúng ta cứ tưới những hạt giống khổ đau của người đó, hạt giống giận hờn, ganh tị của người đó, thì tội nghiệp cho người đó mà cũng tội nghiệp cho ta. Cho nên cái phương pháp của chúng ta gọi là phương pháp tứ tẩm có chánh niệm, tứ tẩm có phân biệt, là selective và watering. Và chúng ta chỉ tưới những hạt giống tích cực, hạnh phúc, hiểu biết và thương yêu, mà không có tưới tẩm những hạt giống nghi ngờ, kỳ thị và buồn chán, giận hờn nơi người kia. Trong cuốn sổ công phu của chúng ta phải có cái chiến lược đối với người này thì chúng ta phải tưới những cái hạt giống này, đối với người kia chúng ta phải tưới cái hạt giống kia. Quý vị là những người để hết cuộc đời của mình vào để mà tự rèn luyện, biến mình thành một người có thể làm hạnh phúc cho đời. Và quý vị phải để tâm lực và thời gian của mình để làm chuyện đó. Và cuốn sổ công phu rất là quan trọng. Đừng có để trôi như là lục bình riu riu ở trên sông. Nước nó chảy tới đâu thì nó kéo mình theo tới đó. Phải có một cuốn sổ công phu. Phải biết là mình muốn làm gì và mình sẽ làm gì trong ngày mai, ngày mốt. Mình phải có chương trình dài hạn, mình phải có chương trình ngắn hạn. Ở ngoài đời họ thường hay dùng chữ văn dĩ tải đạo, nghĩa là văn chương có cái công dụng chuyên chở đạo đức. Văn dĩ tải đạo thì những lá thơ của chúng ta tuy là một câu hai câu nhưng đó là văn chương. Lời nói của chúng ta tuy là một câu hai câu, đó cũng là văn chương. Và văn chương đó phải chuyên chở đạo lý. Nhưng mà có hai thứ đạo lý. Một thứ là đạo lý lý thuyết. Chúng ta có thể viết một bài nói về bát chánh đạo, tứ đế. Chúng ta nghiên cứu năm này sang năm khác, ta viết ra một bài rất công phu. Thì cái văn đó cũng là tải đạo, cũng là chuyên chở đạo đức, nhưng đạo đức đó là đạo đức khô, dry ethics, mà không phải là sự sống, đạo đức.
Ai trong chúng ta mà không thuyết pháp được? Ai trong chúng ta mà không có viết được những cái bài về giáo lý? Nhưng mà có những cái bài viết về giáo lý, nó phát xuất từ cái kinh nghiệm tu tập và cái sự thương yêu, cái từ bi của chúng ta. Và mỗi chữ, mỗi dòng nó toát ra cái tình thương yêu đó, cái kinh nghiệm đó. Thì đó mới là đạo đích thực. Còn có những người nói đạo rất hay, rất đúng với sách vở, nhưng mà nếu mình đem cái bài của họ mà so với cuộc đời của họ thì mình thấy hai cái nó không có dính líu gì tới nhau hết. Thì tái đạo hay là không tái đạo nó cũng có khác gì bao nhiêu. Chánh ngữ nó không chỉ có nghĩa là nói những lời dịu ngọt êm tai. Chánh ngữ nhiều khi có thể là những tiếng sấm sét để có thể giúp người kia tỉnh dậy, có thể làm cho người kia đau đớn, và trong cái cơn đau đớn đó người kia có một cái cơ hội để thoát được ra khỏi cái xác phàm của mình. Phải có những cái shock electric, những cái điện chấn để giúp người kia có thể bừng tỉnh được. Và vì vậy cho nên thiền sư nhiều khi đã dùng những chiếc búa ngôn ngữ rất là ghê gớm. Mới đầu thì tưởng như là những cái lời này rất là ác độc, rất là dữ dằn, nhưng kỳ thực vì thiền sư kia đã chiêm nghiệm lâu ngày, đã thấy rằng nếu không có một cái búa rất sắc rất mạnh giáng xuống thì người học trò của mình không có thể nào chuyển hóa được, không có đập vỡ được cái vỏ cứng nó giam hãm người đệ tử của mình trong bao nhiêu năm, để vỏ cứng của hồn em trong hỗn độn nhiệm màu sẽ vỡ toang tràn trề ánh sáng. Đó là cái bài, đó là trong bài thơ. Nếu hỏi rằng người muốn bao nhiêu, tôi sẽ xin rằng tất cả. Chúng ta biết rằng có những cái chất hóa học khi mà để vào nhau, cho nó vào một cái ống nghiệm thì nó có thể tạo ra một cái phản ứng hóa học, và hai cái chất đó nó tiêu đi, nó biến thể đi để tạo ra thành ra một cái chất mới, cái phản ứng hóa học. Nhưng có nhiều khi hai cái chất đó có đủ rồi nhưng mà nó không có cái phản ứng hóa học đó, và vì vậy đôi khi chúng ta phải xẹt vào một một tia điện, mà một tia điện đó nó có thể khiến cho cái phản ứng hóa học đó nó xảy ra. Có thể là trong người đệ tử nó đã có đủ những yếu tố để có thể chuyển hóa, nhưng mà nó cần có một tia điện, một tia sét. Bởi vì vậy cho nên vị thiền sư nhận thức điều đó và sáng hôm đó đã giáng xuống một tia sét để cho hai cái chất chống bán nhau nó có thể biến chất và để tạo thành ra cái sự dung hợp, và trong đó cả hai chất đều trở thành có ích cho người đệ tử. Vấn đề không phải là thay cái chất này bằng một chất khác, mà làm cho hai chất nó dung hợp nhau và biến rác thành hoa. Nếu chúng ta liền rác ra khỏi thì chúng ta sẽ không có hoa. Do đó cho nên cái giận, cái buồn, cái tuyệt vọng, cái tham đắm nó cũng là chất liệu để có thể tạo thành bồ đề. Tại vì trong cái truyền thống của chúng ta từng nghe nói phiền não tức bồ đề. Afflictions make enlightenment. Suffering makes happiness.
Trong truyền thống chúng ta là như vậy. Không cần phải liệm rác đi, chúng ta giữ rác lại đó, và với một cái ngón đòn tuyệt diệu ta biến cái rác đó nó thành hoa. Bởi vì vậy cho nên chánh ngữ nhiều khi nó không có ngọt dịu, chánh ngữ nhiều khi nó rất là cay, rất là đắng. Nhưng mà phân chất, cái chất cay đắng ở trong đó nó có chất ngọt của tình thương và của trí tuệ. Những người học trò của thầy đã từng được thầy dạy chắc cũng đã thấy được điều đó. Có nhiều khi thầy rất dịu ngọt, nhưng mà có nhiều khi thầy rất cứng rắn. Và cái cứng rắn đó luôn luôn đi theo với sự dịu ngọt. Trong bất cứ câu nói nào của thầy, dầu là ngọt ngào cách mấy, nó cũng có một lập trường rất là vững. Và nhiều khi những cái tia điện đó nó đã giúp chuyển hóa. Bên ngoài thì thầy chưa bao giờ dùng gậy hết, tại vì trong truyền thống của thiền Trung Quốc nhiều khi thiền sư dùng tiếng hát và cây gậy hoặc là bóng hát. Vừa tới cửa ngoài nghe tiếng hét tỉnh giấc hôn trầm lũ cháu con, đó là hai câu ca ngợi thiền sư Long Tế tổ của mình. Vừa tới cửa ngoài nghe tiếng hét tỉnh giấc hôn trầm lũ cháu con. Chúng ta tới đây chúng ta thấy thầy Lặng Mai không có hét, không có hét ra lửa và cũng không dùng cây gậy. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là cái tia điện kia, những cái phương pháp mạnh nó không có được sử dụng. Thì các sư cô sư chú cũng đã biết, đã từng lãnh, người nào cũng đã từng lãnh cái ngọt và cái đắng, thuốc đắng đã từng. Từ Nguyện Hải cho đến Pháp Đăng, cho đến Pháp Ấn, cho đến Pháp Dụng, cho đến Pháp Thành, người nào cũng đã được nếm hết. Ở bên này từ sư chỉ Trung Chính cho đến Chân Không, cho đến Bích Nghiêm, cho đến Thiều Nghiêm, cho đến bất cứ nghiêm nào cũng đã thấy được cái điều đó. Và có khi thầy viết ba dòng rất là đi rất là thẳng, nhưng mà dưới thầy thêm một chữ thương rồi thầy ký. Để cho người đệ tử thấy rằng những cái lời nói của thầy, những cái búa của thầy giáng xuống nó là tình thương chứ không phải là sự ghét bỏ. Và đó là sự thực tập của thầy, đó là chánh ngữ. Tôi nhớ hồi trong Đại Giới Đàn thì thầy Nhuận Hải trong cái bài thuyết pháp thoại của thầy Nhuận Hải nói trong cái lễ trường đăng thì thầy cũng có nói. Thầy đã dùng những phương pháp rất ngọt ngào, nhưng có khi thầy đã dùng những chiếc gậy làm cho con đau đớn. Quý vị có nhớ không? Giữa thầy trò nó có một liên hệ rất là đặc biệt. Giữa hai người thôi, thầy với Nguyễn Hải, nó có một liên hệ đặc biệt. Thầy với Vô Ngại, nó có một liên hệ đặc biệt. Thầy với Thoại Nghiêm, nó có liên hệ đặc biệt. Và trong cái liên hệ đó, hai thầy trò hiểu nhau, hai thầy trò thấy nhau, và trò biết làm như thế nào để giữ
cái sự truyền thông tồn tại, và trò và thầy làm thế nào để giúp cho trò lớn lên. Đó là cả một cái công trình, một cái quá trình lớn lên. Và vì vậy cho nên mỗi cái gì mà mình nghe, mỗi cái chữ gì, mỗi cái tiếng gì mà mình nói đều phải là nằm trong cái công phu thực tập cả. Bởi vì vậy cho nên chánh ngữ và đế thính nó phải được làm bằng chất của chánh niệm, chất của chánh kiến và chánh tư duy. Chúng ta phải cân nhắc từng chữ và từng câu, tại vì ngôn ngữ chúng ta là một khí cụ vô cùng mãnh liệt. Nó có thể có tác dụng rất lớn trong công việc gây hạnh phúc cho ta và cho người. Nó cũng có tác dụng phá hoại tất cả những hạnh phúc mà mình có quyền được hưởng, mà mình không hưởng, mà mình phá đổ. Mình phá đổ cái hạnh phúc của mình và của tâm thân mình, là tại mình không có làm vua được trong cái lĩnh vực nói năng. Ở trong Đại Trí Độ Luận Mahaprajna Paramita Shastra của thầy Long Thọ Nagarjuna thì có một cái định nghĩa về chánh ngữ. Thầy Long Thọ nói rằng chánh ngữ là gì? Chánh ngữ là biết được cái chân tướng của ngôn ngữ. You have the true understanding of the true nature of speech. Biết được cái chân tướng của ngôn ngữ thì cái đó gọi là chánh ngữ. Biết được chân tướng là sao? Mình biết được cái thế của nó, cái tướng của nó và cái dùng của nó. Chánh ngữ biết được chân tướng của ngôn ngữ. Chúng ta không phải mình là một nhà bác ngữ học philolog mà mình biết được cái chân tướng chân tính của ngôn ngữ đâu. Mình có một cái khoa học gọi là bác ngữ học, tiếng Anh, tiếng Pháp gọi là philology, bác ngữ học. Không phải là mình học khoa bác ngữ học mà mình biết được cái chân tướng của ngôn ngữ đâu. Mình phải tu chánh kiến, chánh tư duy thì mình mới biết được cái chân tướng của ngôn ngữ, chân tính của ngôn ngữ. Chúng ta nói ra một lời, chúng ta phải biết cái thế của cái lời đó, cái thế tức là cái nội dung, cái bản chất của cái ngôn ngữ đó. Bản chất đó làm bằng sự ganh ghét hay là bằng cái tình thương vướng mắc. Ví dụ như ta nói rằng I love you thì đây là cái tướng mà thôi, cái tướng của ngôn ngữ thôi. Và chúng ta không có thể căn cứ trên cái tướng của ngôn ngữ để đoán định được cái bản chất của ngôn ngữ, tại vì cái chữ tôi yêu anh đây nó có thể làm bằng chất liệu của bạo động. Ví dụ như mình có một tên hải tặc, nó tóm được một cô gái và nó muốn ngủ với cô gái đó, mà nó dùng ba chữ này. Chuyện này đã từng xảy ra nhiều lần. Thì cái anh hải tặc đó
dùng ba chữ này, nhưng mà chúng ta phải biết ba chữ này cái bản chất của nó là cái gì. Bản chất của nó là bạo động, là thèm khát. Và khi người thiếu nữ kia nghe ba chữ đó run như là một con cầy sấy, ba tiếng đó đáng lẽ phải làm cho trái tim mình nó êm dịu, nó rung động, nó có hạnh. Nhưng mà khi nghe ba tiếng đó, chúng ta có thể run sợ. Vậy thì khi mình nói tôi thương anh, hay là tôi thương chị, hay là tôi thương em, thì ba cái tiếng đó chỉ là cái tướng thôi. Phải nhìn sâu để thấy cái bản chất của nó. Đó có phải là sự thèm khát không? Đó có thể là sự vướng mắc hay không? Hay đó là cái tâm từ bi của chúng ta phát hiện ra lời nói, cái thương xót của chúng ta phát hiện ra lời nói. Thì nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta có thể thấy được cái tính nature của cái lời nói. Và nhờ có chánh kiến, chánh kiến là true insight, và chánh tư duy, true thinking, right thinking, mà mình có thể tìm ra được, khám phá ra được, detect được cái bản chất của cái lời nói đó. Nó phát xuất từ thương yêu hay là nó phát xuất từ cái sự giận hờn. Tại khi thầy nói một câu hay thầy dạy một câu, mình có thể tưởng rằng câu đó là câu thầy la mắng, trách móc. Nhưng mà cũng có thể là cái lời đó nó phát xuất từ cái trí tuệ của thầy và cái tình thương của thầy. Không hẳn là nó phải dịu dàng thì nó mới là thương yêu. Nhiều khi nó rất là mạnh, rất là cứng, làm cho mình khóc. Nhưng mà đó vẫn là lời nói của thương yêu như thường, của từ bi. Cho nên mình là học trò, mình cũng phải cẩn thận. Cái lời của thầy nói, mình có thể hiểu đó là một sự giận dữ, hay là một sự trách móc, hay là một sự coi thường mình. Nhưng mà với cái chánh kiến và chánh tư duy, mình có thể khám phá ra rằng nếu không thương thì thầy đã không nói. Tướng là cái hình thức của ngôn ngữ. Nhiều khi chúng ta có tình thương, nhiều khi ta có từ bi, nhưng mà ta vụng về khi nói, ta không có nghệ thuật diễn tả. Vậy vậy cho nên cái tình thương đó nó không được tiếp nhận một cách dễ dàng. Biết bao người cha, biết bao nhiêu người cha, biết bao nhiêu người mẹ thương con, nhưng mà không diễn tả được cái tình thương đó. Và con cứ nghĩ rằng cha mình ghét mình, mẹ mình bỏ mình, rất tội nghiệp cho họ. Bởi vì vậy cho nên tu tập chính ngữ, ta phải học cái nghệ thuật diễn tả. Ta phải biết nói, ta phải biết viết. Cho nên ở trong làng mà có những người nào viết văn hay hoặc là nói hay thì cũng nên mở ra những cái lớp để cho các em mình học. Các em mình có thể diễn tả được bằng ngòi bút, diễn tả được bằng lời nói. Cái đó cũng là công phu tu tập. Mình có cái chất liệu của từ bi, của sự xót thương, nhưng mà mình phải có hình thức của ngôn ngữ, nó có khả năng chuyên chở được cái đó. Và sau khi mình biết rằng cái ngôn ngữ của mình nó có cái bản chất tốt, tích cực, thành thật rồi, sau khi mình nghĩ rằng cái hình thái của câu nói hay là câu văn của mình nó tạm khéo léo rồi, cũng chưa đủ. Mình phải coi cái hiệu năng của nó.
Tại vì trong quá khứ mình đã có kinh nghiệm. Nhiều khi cái câu nói đó đối với người đó thì nó có hiệu quả. Nhưng mà đem áp dụng nói với người kia, người khác thì thất bại. Và vì vậy cho nên không phải là hễ ta nói câu đó mà có cái tâm đó mà nói câu đó là luôn luôn thành công đâu. Không phải như vậy. Có người mình nói rằng không có lỗ mũi thì người đó rất là sung sướng. Còn có những người khác nói anh có lỗ mũi thì người đó rất giận và nghỉ chơi mình luôn, không có cơ hội để mà trao truyền giáo pháp cho người đó. Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát lớn cũng đã có kinh nghiệm về chuyện này rồi. Cho nên có một điều mà thầy xin quý vị là khi học kinh, cái điều này ít người nói. Khi học kinh thì phải biết nghe lời Đức Thế Tôn với cái sự thông minh của mình. Phải biết rằng Đức Thế Tôn đang nói cho ai nghe. Cái điều này rất là quan trọng. Và cái cách Đức Thế Tôn nói người nghe là ai, và cách nói là hai cách rất là quan trọng. Tại vì khi người nghe là A đó, thì mình phải nói theo cái cách A thì người nghe mới tiếp nhận được. Ví dụ như là mình viết truyện Quan Âm Thị Kính, nếu mình viết truyện đó cho thiếu nhi thì mình sẽ phải viết một cách khác. Mà nếu mình viết cho người lớn thì mình phải viết một cách khác. Chứ không thể nào đem cái chuyện của người lớn mà cho các em bé đọc được. Khi mà quý vị giảng giải về tứ diệu đế cho các bé thì quý vị phải dùng cái thứ ngôn ngữ, cái phương pháp nói làm thế nào để các bé có thể hiểu được. Chứ không có thể dùng cái phương pháp mà quý vị đã sử dụng cho người lớn. Thì cũng như là aspirin vậy. Đối với con nít mà quý vị cho aspirin của người lớn nó uống vô thì không được. Cho nên mình phải có aspirin bọc đường để cho con nít. Nó là như vậy. Thành ra khi mà chúng ta đọc một cái kinh thì chúng ta phải biết rằng Bụt đang nói cho ai nghe. Chúng ta phải hiểu như vậy, chúng ta mới có hy vọng hiểu được những lời của Bụt nói. Bụt không có phải là nói cho tất cả mọi người nghe. Cho nên trong kinh bắt đầu rằng cái hồi đó là Bụt ở đâu và có mặt trong buổi pháp thoại là những ai, những ai, những ai. Đó là rất khoa học. Lúc nào và sự có mặt của ai và ai đã hỏi câu gì, tất cả những chi tiết đó trong kinh đều chứng tỏ rằng người ghi chép, người truyền tụng lại kinh là những người có cái óc khoa học. Và mình học được cái đó cho nên mình mới nói rằng hôm nay thưa đại chúng là ngày 25 tháng chạp năm 1900 vân vân, và chúng ta đang ở tại sông Thường. Đáng lẽ chúng ta phải nói có sư anh Nguyễn Hải, có thầy Đô Ri, nhưng mà sợ làm mất thì giờ của đại chúng, thành ra mình bớt cái đó đi thôi. Và cái cách nói, nhiều khi cái nội dung của lời nói nó không quan trọng bằng cách nói, mà chúng ta phải học Bụt, học theo cái cách của Bụt. Đối với cái người đó thì Bụt nói cách đó, đối với người kia thì Bụt phải nói cách khác. Đối với người này thì Bụt có thể dùng ngôn ngữ, đối với người kia thì Bụt im lặng. Chúng ta thấy rất rõ là có nhiều nhà học giả rất là thông hiểu kinh Vệ Đà và họ đầy chữ nghĩa, đầy giáo điển Vệ Đà. Họ tới với Bụt, Bụt nói kinh Vệ Đà với họ.
Và khi mà Bụt gặp các anh em, mấy anh em của thầy Ca Diếp á, là những người thờ thần lửa, thì Bụt nói về về lửa, về sự thờ cúng, về lửa và về nước. Lửa đi lên, nước đi xuống. Và sau khi Bụt đã thâu nhận gần 1.000 vị đệ tử xuất gia ở vùng miền Nam sông Hằng, ở gần Bồ Đề Đạo Tràng, 1.000 vị xuất gia đó là từ ba là học trò của ba anh em ông Ca Diếp. Tại vì buộc độ được ba anh em Ca Diếp, thành là tất cả đệ tử của ba anh em đều theo buộc để làm khất sĩ hết. Thì tự nhiên mà sanh ra tới 1.000 đứa một lần thì là bằng 10 bà Âu Cơ rồi gì nữa. Bà Âu Cơ mình thấy ghê gớm lắm, sinh ra 100 đứa mà buộc một trong mấy ngày sanh ra luôn 1.000 đứa. Thì quý vị biết 50 người hay là 100 người mà mình đã mệt ứ hơi tổ chức, nào là làm đóng đơn, nào là quét tường, làm đủ thứ đã mệt, mà thấy tội nghiệp Đức Thế Tôn đột nhiên có 1.000 đứa, mà đâu phải là đứa nào cũng dễ thương đâu. Vậy mà lúc đó chưa có thầy Xá Lợi Phất, chưa có thầy Một Quyền Liên, Bụt không có ai phụ tá cả để mà chăm sóc 1.000 đứa con mới. Tội nghiệp lắm. Thầy rất là thông cảm cho Đức Thế Tôn. Và có một bữa đó, Ngài dẫn hết 1.000 đứa lên trên cái núi ở gần đó, gọi là núi Tượng Đầu, Gayasisa. Và Ngài cho một bài pháp thoại. Bài pháp thoại đó nổi tiếng, bài đó là Lửa, pháp thoại lửa, kinh lửa, The Sutra on Fire. Và Bụt nói tất cả đang bốc cháy, mắt đang bốc cháy, tai đang bốc cháy. Tại sao Bụt nói về kinh lửa? Là tại vì tất cả những bê bê của Ngài trước đó đã theo đạo thờ thần lửa. Nhưng mà nếu Bụt tới Paris năm 1996 thì Bụt đâu có nói về kinh lửa. Chắc là Ngài nói về kinh Định Công, hay là kinh Xe Điện Hầm, hay là kinh Bom Nổ mà thôi. Là tại vì sao vậy? Nói tức là nói cho ai? Và tùy theo cái căn cơ của những người đó mà buộc dùng cái phương pháp nói. Thì khi mà mình đặt được cái lời của Bụt vào trong cái hoàn cảnh đó, trong cái setting đó, đó thì mình mới bắt đầu hiểu được Bụt. Chứ cái câu tuyên bố của Bụt đó không phải là cho mình đâu nha, cho mọi người đâu nha, là chỉ cho cái người đó thôi. Vì vậy cho nên mình không biết được cái tâm của người đó thì mình không hiểu được lời nói của Bụt. Ví dụ như Bụt dạy La Hầu La thì mình phải biết rằng Bụt đang dạy La Hầu La. Và chúng ta thấy có nhiều khi Bụt rầy La Hầu La khá mạnh. Nhưng mà nếu là con của một người khác á, chắc là Bụt không có rầy mạnh như vậy. Mà sở dĩ chúng ta thấy Bụt rầy mạnh như vậy là tại vì La Hầu La nó có một liên hệ huyết thống với Ngài. Và mình bắt đầu mình hiểu. Cho nên cái lời kinh mình chỉ có thể hiểu được là khi mình biết rằng Bụt đang nói với ai, tâm tư của họ như thế nào, hoàn cảnh khổ đau của họ như thế nào, và Bụt đã dùng cái phương tiện khéo léo nào để khai thị cho họ. Thì lúc đó mình mới bắt đầu tiếp nhận được cái lời của Bụt nói vào trong mình. Cũng như là Thiền sư Triệu Châu nói với vị đệ tử là
hãy nhìn cây tùng ngoài sân, đừng có hỏi lôi thôi. Thì câu đó nói đó là thiền sư Triệu Châu chỉ nói với cái ông đó thôi, mà tại sao cái ông ở 1.000 cây số mà cũng muốn nghe câu đó và cho câu đó là của ông? Cho nên khi mà cái ông kia tới thì vị cao đệ mới nói rằng không phải, cái tùng đó không phải là để cho ông, là tại vì không có biết rằng nếu mình không biết được cái hoàn cảnh trong đó người nói và người nghe như thế nào thì mình không thật sự hiểu được cái là câu nói đó. Đây là một cái phương pháp rất là hay. Nếu sau này quý vị đọc kinh mà quý vị theo phương pháp này á, thì quý vị sẽ có những khám phá rất là mới lạ. Và đừng có bao giờ trích một câu kinh coi như là buộc nói với tất cả mọi người. Một câu kinh nào đó là buộc chỉ nói với một người nào đó hoặc với một nhóm người nào đó thôi. Và chỉ khi nào mình biết được cái hoàn cảnh và cái phương pháp của buộc rồi thì lúc đó mình mới hiểu được câu nói đó. Chúng ta biết rằng có nhiều cái ở làng Mai dạy và học, thì ở những cái đạo tràng khác họ cũng dạy và cũng học. Có đúng như vậy không? Nhưng mà cái cách chúng ta nghe nó khác, cái cách chúng ta dạy nó khác. Và nếu tới đây học á, là không phải học cái nội dung của cái đó, mà cái cách, the way we do it. Trong các vị có mặt ở đây, người nào cũng có những hạt giống của thương yêu, của tha thứ, của hạnh phúc. Thì khi mà thầy nói pháp thoại thì thầy nói với tư cách của một nghệ sĩ, nói làm thế nào để những hạt giống của xót thương, của hạnh phúc, của tha thứ ở nơi quý vị được tới tầm. Đó là cái nghệ thuật của thầy. Và quý vị tới đây không phải để học rằng từ bi là rất quan trọng, mình cần phải từ bi, hạnh phúc là cần cho tất cả mọi người, vì vậy cho nên chúng ta phải làm hạnh phúc cho nhau. Mình không nghe những cái đó, tại cái đó ở đâu người ta cũng nói. Nhưng cái cách của mình tưới tầm những hạt giống tốt đẹp đó cho nhau, cái đó là cái chúng ta phải tới đây mới có thể học được. Vậy vậy cho nên mỗi người trong chúng ta phải là một nghệ sĩ. Và cái cách của chúng ta nói, cách chúng ta diễn bày và cách chúng ta thực tập á, chính cái đó mới là cái người ta cần phải học. Chứ còn những cái mà chúng ta có thể đọc ở trong kinh thì ở đâu cũng có, ở đâu cũng có cả. Vì vậy cho nên chúng ta học được cách. Vì vậy cho nên chúng ta nói rằng cái cách nói cái đó nó còn quan trọng hơn là cái đó.
Tại vì khi mình không hiểu được cái người nghe, mình không có cái chánh kiến và chánh tư duy, không hiểu được người nghe, thì cái mình nói ra nó như là nước đổ lá khoai, nó không có ích lợi, nó không có mang lại sự chuyển hóa cho người nghe. Ngày xưa chúng ta biết rằng trong những buổi pháp thoại của Đức Thế Tôn, thỉnh thoảng có những người phát ra cái sự đại ngộ ngay trong khi nghe nghe giảng, là tại vì trong cái buổi nghe giảng đó, những hạt giống của những người đó được Đức Thế Tôn tưới tẩm ngay, và những hạt giống đó nó nở hoa lập tức trong khi nghe giảng. Mà tại sao Đức Thế Tôn đạt được cái kết quả đó? Là tại vì Ngài nhìn thấu vào trong tim người, Ngài biết rằng người đó cần phải cái đám mưa đó, người đó cần phải cái búa đó. Và có nhiều khi không ngại, Ngài đã dùng những cái búa rất lớn để đập xuống. Cái đó gọi là chánh ngữ. Và chánh ngữ còn có một tác dụng khác nữa mà chúng ta sẽ nói trong buổi pháp thoại kỳ sau, là gỡ bom. Và trong mỗi chúng ta đều có cái bom, một cái trái bom nhỏ nhỏ, và nó có thể nổ. Dù mình đã xuất gia rồi cũng vậy, trái bom đó cũng còn. Và nếu mình không cẩn thận thì nó nổ một cái, mình tan xác luôn. Và vì vậy cho nên có một phương pháp để gỡ bom. Có những người đau khổ quá cho nên đã trở thành những trái bom. Mình nhìn vào người đó, mình thấy người đó giống hệt như trái bom, nguy rất nguy hiểm. Mình tới mình đụng một cái thì người đó nổ ra và mình tan xác. Cho nên mình sợ, mình đi xa, mình tránh xa. Rồi người đó tưởng là mình tẩy chay. Ai về mình đâu có dám tẩy chay. Mình thương nhưng mà mình sợ quá. Vậy thì chánh ngữ là một phương pháp mầu nhiệm chúng ta sử dụng để gỡ cái trái bom ở trong người đó, để chúng ta có an ninh hơn và để người đó cũng có an ninh, có hạnh phúc. Và deminage, tức là tháo bom, gỡ bom, là một phương pháp mà tất cả các cô, các chú, các thầy đều phải học. Tại vì với cái phương pháp này, mình có thể từ từ gỡ được trái bom để đem lại an ninh và hạnh phúc cho mọi người.